Bây giờ chúng ta sẽ đến với kéo X10 thứ 3 của bác Ken Hiếu. 9 gói từ 6 đến 8 à? Làm luôn 9 này. Cái này mình bám 9 được. Lửa Thụy Điển LM. Có cả 8. Ui dồi ôi. Ui tính ra tơn này cũng nhiều con ngon đấy chứ. Ericsson Kutoa Modric. Làm chút bách to bách luôn á. Bác Ken Hiếu thì là một trong những anh em mở gói này cũng khá là đỏ. Hy vọng là hôm nay sẽ thêm một cái gì đấy đi. Chào Hà Gia không có trong gói này á. Phải search lại. Tính ra gói này mất đi khá kiểu ngon ấy. Marcelo này, Gareth Bale này, với lại Ryan Giggs. Trời ơi, Ryan Giggs cái mùa này tạt cánh chắc là tới tận đầu luôn mất. Ý tôi được ở dưới. Rồi, ba tay đầu này, chơi. Yeah. Brazil, CB Brazil à? Thiago Silva. 235. Tiếp nào. Yo. Ui. Sao lại dính hai kèo 119 nhờ vạn sự khởi đầu nan như thế này là ẩu rồi này. Trời ơi, hai con gãy rồi. Đức CM. Chết Đức á. Cooler à. Ui 120. Xấu thế này nhở. Chậm lại đi. Ian Wright. Tôi nghĩ hôm nay sẽ là một kèo ngon. Cứ từ. Xin cảm ơn bác Ken Hiếu. Mở ba. Toàn hoa Minji rồi. CDM. Guardado. Ngồi làm được, cứ bình tĩnh thôi. 116 ổn này. Như kèo của bạn đăng là về sau vẫn làm được. Dragowski. Coi tặng tặng cỏ các bạn ơi. Thomas Gardner. Riquen Mê à. Này chắc là chả ai lấy cái mốc L ôn 8 đâu nhỉ. LB của Tây Ban Nha. Aron à. Thế cũng được. M3 yên tâm. Có định xây team khác á. Chắc là không. Một tình yêu thôi. Tuyển Anh. ST Anh á. Ai nhỉ. Ui Danny Ing. Không phải là Cam Anh ta. Này ra LOL được khá 8 á. Mở nhiều thế mệt chưa anh á. Đối với tôi, hàng ngày được mở thẻ cho anh em xem, nó niềm vinh dự rồi. Sao lại mệt được. Đúng không. Nghẹn á. Không, không hề nghẹn. Không sao. Tôi kiểu mở quen rồi mà. Có thể người khác thấy kiểu mệt các thứ, nhưng mà đối với tôi thì việc này tôi quá quen rồi. Bồ CF à. Tín hiệu bồ. Tưởng mệt em donate ly nước giải khát á. À gì.
Anh đang hơi khát á. Brazil là đúp. Ronaldinho. Mệt donate mấy quả trứng ăn ấy. À thì trứng chỉ có bạn ớt tài trợ thôi. Chắc phải đọc lệnh ít từ bạn ớt á. Chơi. Lên. Quay compa xong lại mất bóng. Hả? Rồi. Con mèo đừng vẫy tay cao lên được không á? Nhưng mà nó có giúp cho anh có thêm donate không? Anh để anh thử. Ok, em thấy chưa? Cảm ơn Khoa donate 100.000 nhá. Chưa. Ơi đấy. Ê, tôi cho con mèo lên cao là có donate thật đấy. Cảm ơn Khoa donate 100.000 nhá. Làm một chút TS. Yeah. Mở. Yeah. Bồ là đúp. À, Rafael. Ui, nhưng mà 117 có vẻ là không ổn ha. I so speed. Ok, các ông làm sao nhỉ? Qua donate thật mà. Cày thế nhỉ? Bây giờ 1 phút trước. Trời ơi. Tiếp. Mày có làm đến sáng không? Có em ơi. Đức CNM Kim X. Đây rồi Kim X ha. Ê, 119. Ai xe. Cũng ổn. Tiếp này. Pháp. CF Pháp à? Ai nhỉ? Cun Cu à? Ui dồi ôi. Yo. Brazil. Ai, CB của Arsenal. Ấy sao cũng ổn vậy? Gabriel. Mắc chỉ số à? Mình cần thêm một kèo 118 nữa đi. Một chút chim mừng nào. Làm tí thịt chim á. Một tí thịt chim đi. Pháp. ST. Hai lần trong ngày hôm nay rồi Henry Đường Đại xuất hiện và cười với tôi. Khó chịu thật đấy. Làm lại nào. Vô tí cái này đi. Vô. Ben CF á. Ben CF hay ST anh em. Ôi. ST sao mà. Liver. CF à? Ai, thế là không có pen rồi. Xong kèo của bác Hiếu thì sẽ là đến kèo anh em lẻ. Very. Nay là mấy đề cô rồi nhỉ anh em nhỉ? Được chụp con chưa? Được chụp con đề cô chưa? Đấy cả Khoa kìa. Kenny. Quẩy tí. Kiểu gì Khoa cũng đang con đề cô luôn á. 6 con. Tiếp này. Vi đích. Lingard LL á. Kèo đấy để nào mua thẳng hợp lý hơn anh em ạ. Trắng ấy không nhìn thấy gì cả. Cantona. Sao lại không ra gì vậy nhỉ?
làm x3 nhá. Yeah. Ui da. Này thì bán những con gì đi giờ nhỉ? Nó thật ra thì ổn, nó thật ra cho mình chỉ số khá là đều. Chết rồi, cái kho của bác Ken Hiếu đang hơi chật á. Nốt hai cái này đi. Đập thẻ đi, bây giờ không có hàng mồi đâu. Tuyển Anh ST à? Gary Liker. Yeah. 118, ổn ổn. Thế sao tôi cảm giác cái lượt này mở của bác Ken Hiếu cái gói này ra chỉ số to khá là ổn ấy. À, để thay đổi không khí một chút thì chúng ta sẽ vô 3 back to back đi. Thay đổi không khí nào. Cái gì cơ? Nam 121 chặt chim của con mét anh Quang. Vô. Chơi. Lượt thứ hai. Bồ Brazil. Cam Brazil. Rivaldo. Rivaldo, đây rồi, đây rồi. Đấy, tôi bảo mà Nick Bakken Hiếu có duyên 121 mà nè. Trừ 1 ha. Nào, tiếp. Thứ thắng xông lên. Bỉ. Yes. 1.000 tỷ. Đây rồi. Cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy con to giá như thế này. 7-6 năm chúng ta bán mắc giá cái thứ này. Ây giời. Hai kèo cam à. Lượt thứ hai này có vẻ ổn hơn nhiều. Yeah. Thôi thế này gọi là nghìn tỷ đó các bạn. Nghìn tỷ rồi. Tiếp. Làm quả 2-121 cho anh em sợ này. Brazil nữa. Ô, lỡ đúc, Ronaldinho nữa luôn. Đấy, hai con cho anh em sợ luôn, ok chưa? Hai kèo của Barcelona. Ây da, cái tên này kìa sao nó giòn thế nhờ? Ui, đang đỏ này. Vừa thắng xông lên, đúng không? Vô. Nhiều cam, nhiều cánh này. Cánh phải, tôi cần cánh phải á, Hà Lan, ST á. Bắt tên đi. Ui, Van Gogh rồi, cố quá, trời ơi, cố rồi á. Được rồi. Kem đeo lại đi. Cố quá mà, trời ơi. Ai, trời ơi. Dan Piero. Sợ rồi đấy. Ui, Salah về Ả Rập á. Tôi cũng đoán là sẽ về mà. Đổi pass đi cậu ơi, đổi pass đi. Lửa CDM nào. Mở ba. Nhận đô 8 luôn mà. Pháp CB. Là cái ông gì giống Vara đúng không? Trời ơi, Pempe. Thư ký Kim ạ. Ủa, cái gói back to back có cả thư ký Kim luôn hả? Vừa mở vừa dọn. Thế là gì cả. Ô. Thề. Sao làm một chút điểm phẩm bồ lơ đúc. Ló thật. 10 gói này đi. Kêu gọi donate đi á. Thôi. Nết gì nữa, người ta quý, người ta cho tôi trứng lâu rồi, nên cho tôi mấy quả trứng á. Vô.
Arken ST á. Arken ST Crespo à? Ui, gói này là 119. Ui, khác gì gói bách to bách top 80 đâu. Hôm nay có sự kiện mới mà rẻ quá. Đừng lúc mẹ em kêu mất 5 triệu. Anh em kênh chat biết không? Lại Bớt đi. Bớt những cái tiểu phẩm đấy đi nhá. LB á. Ai nhỉ? À, Alessandro. Lên 2 chỉ số. Cái tên này được nhỉ? Alessandro là một thời là best LB cánh trái đấy. À, best LB quốc dân đấy. Ừ, lại back to back Pháp. ST Pháp. Ui giời, ui sao chỉ số cao vậy? Ui nãy giờ toàn back to back cơ. Ui, toàn nhảy mấy chỉ số này. Tiếp đi xem nào. Ô, không còn back to back nữa rồi. Ý, ST à? Very. Phá thì cũng thành phôi hết các bạn ơi, thành phôi hết thôi. Đức R đúp. Cái gì vậy? Nổ liên tục cái kèo chỉ số to. Ảo thật đấy. Sao gói 100 này mở kiểu chậm mà lại ngon thế nhở? Lửa này xem mở. Ui, anh này min rồi. Người đang mở ngon tiểu phẩm x3 gì. Nick trộm vía ấy. Ui giời, xe va luôn mà. Trời ơi, sự kiện ngon. Uầy, ra gì chứ. Điều nhở. Tiếp nào. Em cứ mở du dương nãy giờ được thật sự luôn đấy. Hà Lan GK. Van der Sar thì sao? 117 vẫn ổn. Gói cuối. À, phát này mở đã quá. Tây Ban Nha LB à? Dốc đi ăn ba rồi. Thôi quá được rồi. 9 gói cáp. Dốc đi ăn ba có mà. Yo. Nào. Hà Lan. Bruh. Hả? X2 Van der Sar à? Hả? Ui, sao tên này khủng khiếp vậy? 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 con 111. Trời ơi. Ác quá mà. À. Top 30 10 kèo à? Vô. Nét vét. Rồi. 90 tỷ này. Đấy. Cộng vô xem là 9 gói được bao nhiêu ha? 90 với tầm này à? 50. 140 ha? Ui. Ủa? CM hả? 120. Trời, sao lại có cả bác Jisung trong này? Trời ơi. Sao có cả bác vậy? 120. Eto giờ chắc phải lên giá chứ. Tầm 60. 4 kìa. Eto Icon The Moment ngon như vậy cơ mà. R đúp à? 40 nữa. Chưa được. Thế là 200 á.
cần một cái gì để đột phá đi, mới được có 200 thôi, trời ơi ít thế. Mốt tính ra có khi lâu lâu 4 gói lại ra được hàng ngon rồi chứ nhở. 200 SCN à. Hai trăm tư x3 chứ. 240. Ai 330. Trời ơi, phải cộng thêm Gudit nữa để được tròn 1.000 tỷ à? Ít vậy. X3 đi xem nào. Hà Lan. Trời ơi, không phải Hà Lan CF. Raikkonen men. Gelbert Barassi. Đợt cuối là chỉ số cũng khá là ổn nhưng mà sao giá tiền xấu thế. Đấy, sau đơn này là đỡ vất vả rồi. 9 gói này. Nào, lại chiêu chiêu tiếp nào. May làm 2 pick me rồi á. Nước gì thì anh không nói đâu. Back to back này. Ui, gói 97 toàn ra pháo này. Kê hơ à. RB Daniel Woods. Tiếp. Thụy Điển CB Victor Lindelof. Con này bán được. 29 rồi à. Thằng phát 4 nhá. Tây Ban Nha CB Ramos Macano. Rồi, làm phát 4 nào. Yo, sao bị bội thực á. Cứ chơi đi. Ngày đầu sự kiện mà. Pháp. Vừa đút Pháp. Coman à. Ui, Osuma Dembele. PSG này. Nào. Hai gói này. Hai cơ hội. Ý. CM Ý à. Andrea rồi. Ây, thánh truyền bóng. Biết lô chưa ổn nha. Chưa ổn. Nữa nào. Con cuối à. Con cuối bùng nổ nào. Dù nick này cũng khá 121 rồi đấy. Mở. Bồ. Tuyển Anh. Ơ, cái bắc cờ. Trời ơi. Tuyển Anh RM CB ST. Không phải là anh Móm mà là Killer Walker. À, chết kìa. Tiếp. Mở. Yeah. Pháp. ST. Cái tên nào đây, Vẫn là cái tên này à. Tức thế nhờ. Mbappé đâu. Mbappé chắc phải là CF á. Nó mới ổn á. Hả? Trời ơi, sao chỉ số thấp thế, Ủa kìa, sao ấy nhờ. Sao vậy? Tây Ban Nha CDM Rory. Đấy. Ui, 240. Ổn này. Ui, kèo này bây giờ đá cho một cái team quốc dân ở vị trí CDM là đấm cả cái tuyến giữa nữa.
phát nữa nữa nữa. Sợ quá. May quá, thở Anton Rickmon. Trời, cá hơi men. Rồi, cảm ơn bác em nhiều nhá. Cảm ơn bác nhiều ạ. Trời ơi, cô hồn là cá rét luôn á. Ác quỷ.